Dạ vâng, mến chào tất cả quý vị và các bác yêu âm thanh, yêu ca nhạc khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Ở trên màn hình của quý vị và các bác đây thì em đang xếp chọn bộ combo. Và bộ này thì em đang test cho bác Lanh. Bác Lanh ở dưới Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Và ở trong mùa dịch Covid-19 này thì Cốc Cốc Audio chúng em thì cũng vẫn đang rất là cố gắng để gửi hàng cho quý vị và các bác ở khắp mọi miền Tổ quốc. Thì đây chính là đơn hàng của bác Bùi Văn Lanh. Đấy. Một cặp JBL Passion 12 quý vị nhé. Đấy, một cặp JBL Passion 12 giá 9 triệu âm ly. Âm ly thì bác ấy đổi cát cùng với lại chiếc X7 DAC Acoustic này của em. X7 DAC Acoustic này thì em xin nhắc lại một chút xíu. X7 DAC Acoustic thì nó là vang liền công suất tích hợp giải mã. Đấy, và nó có 4 cửa ra, mỗi một cửa ra của nó là 1000W max. Một cái điều quan trọng hơn là em luôn luôn muốn nhắn nhủ đến với lại quý vị và các bác, đó chính là X7 DAC Acoustic này là nó chống chập chống cháy hoàn toàn các bác nhé. Chống chập chống cháy hoàn toàn. Đấy. Tức là nó khi mà quý vị và các bác chúng ta cắm dây loa vào thì thường thường là nó sẽ có dây âm và dây dương, tức là đỏ và đen. Thì X7 DAC Acoustic này chúng ta chập hai dây đó vào với nhau, nó không hề bị cháy các bác nhé. Nó không hề bị cháy. Còn như những dòng âm ly khác ở bên ngoài thị trường, hoặc là những chiếc cục đẩy công suất hàng bãi ngày xưa, rồi là kể cả những hàng mới bây giờ thì nó cũng vẫn cứ cháy bình thường. Đấy. Nhưng chiếc X7 DAC Acoustic này nó sẽ không cháy quý vị nhé. Đấy. Là âm ly đổi lại X7 DAC Acoustic thì bác ấy còn cát em 6 triệu nữa. Bởi vì là âm ly thì bên em sẽ thu hồi với giá là 1 triệu các bác nhé. Đấy. Bên em hiện tại là bên em vẫn còn chương trình là đổi âm ly cũ lấy những chiếc X7 DAC Acoustic như thế này các bác nhé. Đấy. Và bác ấy đã chuyển khoản bên em 1 triệu rồi. Đấy, bên em bác ấy lấy chọn cả bộ combo, bên em tặng kèm bộ micro không dây Bose BS777 hai la mã đây. Đấy. Vâng, và để mà bây giờ mà chúng ta lựa chọn được một cặp loa nằm các bác nhé, một cặp loa nằm vừa nghe nhạc hay và vừa karaoke hay nữa thì chúng ta lựa chọn những cái dòng loa tùy thuộc vào cái túi tiền của chúng ta, tùy thuộc vào cái mức độ đầu tư của chúng ta. Đấy. Nhưng nếu mà loa nằm mà rơi vào tầm khoảng độ 8 triệu, 9 triệu thì chúng ta nên xài những dòng JBL Passion 12 như thế này. Những dòng JBL Passion 12 này thì ở đây thì bóng logo sáng nhé các bác nhé. Logo này của nó sẽ sáng nhé. Đấy. Được trang bị một bát 30, hai chung và hai chép ạ. Đấy, và quý vị và các bác có thể nhìn thấy nó điểm tô là cái viền ở bên ngoài này này. Đấy, là màu vàng gold các bác nhé, màu vàng gold. Và nếu mà chúng ta muốn tháo thì chúng ta phải tháo từ đằng sau các bác nhé. Đấy, chúng ta phải tháo từ đằng sau, chứ chúng ta không thể nào mà tháo hoặc là cậy ở đằng trước được. Đấy, chúng ta tháo hoặc là cậy ở đằng trước là hỏng ngay. Đấy. Vâng, cặp loa này giá là 9 triệu, X7 DAC Acoustic là bác ấy các âm ly, còn bộ micro không dây thì bên em tặng kèm cho bác ấy khi bác ấy lấy cả bộ combo. Đấy. Cảm ơn bác Lanh rất là nhiều, họ đã lựa chọn rất là nhiều shop, nhưng bác ấy đã lựa chọn Cốc Cốc Audio chúng em và đặt chọn niềm tin vào Cốc Cốc Audio chúng em. Thì cặp loa này nó là cặp loa đa năng các bác nhé. Cặp loa này thì hình thức bên ngoài thì rất là đẹp, rất là thời trang, rất là đẹp, rất là sành điệu luôn. Đấy. Nói lên phong cách người chơi. Và cặp loa này nó là cặp loa đa năng thì chúng ta hát karaoke này, chúng ta nghe nhạc này, chúng ta chơi những dòng nhạc mạnh, dòng nhạc nhẹ, bolero, tất tần tật mọi thứ, nghe nhạc, xem phim đều rất là hay và đều rất là ok luôn các bác nhé. Đấy. Và đây là một đồ thu hai tai mic của nó như thế này các bác nhé. Đấy, tai mic của nó như thế này luôn. Bộ dàn karaoke như thế này đó, hát karaoke cực kỳ là hay và tiếng nó rất là thoát tiếng và
chúng ta hát nó rất là tròn vành rõ chữ. Đấy, kể cả chúng ta nghe nhạc, chúng ta nghe nhạc thì lời của ca sĩ tròn vành rõ chữ, nó không có sạn quý vị nhé. Đấy, và các bác có thể nghe thấy không ạ? Im re luôn quý vị nhé, im re luôn. Đây, em đây em mở cũng khá là lớn rồi. Và cái đường kết nối âm thanh vào thì em cũng đã kết nối âm thanh vào rồi. Đấy, các bác có thể nghe thì tiếng im re luôn ở hai loa. Đấy, bây giờ em sẽ test thử karaoke quý vị nhé. Đấy, bây giờ em sẽ test thử một đoạn karaoke quý vị và các bác chúng ta cùng lắng nghe và chúng ta cùng cảm nhận. Đây là cặp loa JBL Passion 12 quý vị nhé. Đấy. 1 2 6 7. JBL Passion 12 cộng với lại chiếc X7 DAC Acoustic, tức là bộ combo của bác Lanh ở dưới Vĩnh Bảo Hải Phòng rồi. Đấy. Tiếng chúng ta có thể nghe thấy tiếng nó rất là tròn và rõ chữ, và chúng ta nghe nó rất là mượt mà. Đấy. Và chính là chiếc X7 DAC Acoustic các bác nhá. Đấy, em đã hát qua chiếc X7 DAC Acoustic. Chất âm cực kỳ là hay, bởi vì sao? Bởi vì nó là vang liền công suất tích hợp giải mã các bác nhé. Đấy. Và bây giờ em xin kính mời các bác chúng ta cùng nghe qua thử một đoạn nhạc các bác nhé. Đây, một đoạn nhạc chúng ta nghe xem thử nhé. Thank you.
anh ra nước, ước mơ khi nào cho vừa cuộc đời như cơn gió thoáng đi qua chẳng đợi ta với anh mỗi người một nơi. Gặp lại nhau giờ đây tóc đã phai theo tháng ngày, ngoài trời mưa buồn than khóc cho môi duyên bé bàng. Cuộc đời như con nước vẫn vương bao ưu phiền, thôi cứ trôi theo dòng triền miên. Gần nhau nếu ta mãi ngóng trong một đời dãi dầu, hàng cây này thay lá, nắng thu này thay bóng, con nước xưa cũng thay đổi dòng. Dòng thời gian gọi tên nhau lòng đau, ái ân xưa giờ phai nhòa, đành nhìn nhau quay lưng nhớ thương trong ngậm ngùi. Ta với anh hai dòng ngược xuôi. Dạ vâng, và đây chính là cái chất âm mà chúng ta đang được nghe của bộ giang karaoke kết hợp giữa chiếc vang liền công suất tích hợp giải mã X7 DAC Acoustic và cặp loa JBL Passion 12. Đấy. Chọn bộ như thế này quý vị nhé, chọn bộ như thế này giá là 16 triệu đồng. Đấy. Vâng, cảm ơn bác Lanh rất là nhiều đã tin tưởng tuyệt đối và đã ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em. Chúc tất cả các bác sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi video của bên Cốc Cốc Audio chúng em. Các bác có mọi vấn đề khúc mắc về âm thanh và tư vấn lắp đặt thì các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị ở trên tấm biển. Và quý vị và các bác chúng ta yêu mến ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em thì các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị trên tấm biển các bác nhé. Bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.